quý của thuốc, nhưng mà tôi gọi là hồi xưa là kêu là sư cô, là chị của thầy tôi. Sư bà là một người ni đã có nhiều sự đóng góp trong Phật giáo Việt Nam, đồng thời chính thầy tôi được đi học ở Huế thì cũng do sư bà lo lắng, cho nên bổn phận chúng tôi là đàn con đàn cháu lúc nào cũng nghĩ tới công ơn của người xưa người đi trước. Vì vậy mà hôm nay nhân ngày quý vị quý sư cô ở đây báo tin cho tôi hay, thì tôi có về muốn đền ơn người xưa. Không phải chúng ta cúng kính linh đình mới là được đền ơn, mà cần phải đem chánh pháp của Phật để nhắc nhở, để chỉ dạy cho toàn thể Phật tử hiểu biết tu hành, đó là đền ơn người xưa. Vì vậy mà hôm nay bài thuyết pháp của chúng tôi là tốt vì nhớ ơn những gì đi trước lo cho đạo, thì ngày nay chúng tôi tiếp nối để nhắc nhở ni chúng và tất cả Phật tử hiểu đạo lý để ứng dụng tu hành, đó là mục đích của chúng tôi. Cho nên bài giảng hôm nay cái tựa đề là từ bi và nhẫn nhục, từ bi và nhẫn nhục. Bởi vì hai cái từ này người Phật tử chúng ta thường gọi, thường nói, thường ghi trong kinh sách. Như vậy thì tại sao tôi không giảng từ bi riêng, nhẫn nhục riêng, mà ở đây tôi lại giảng chung? Bởi vì từ bi nó không rời nhẫn nhục, ngược lại nhẫn nhục cũng không có lìa từ bi. Do đó mà chúng tôi mới giảng chung cả hai cái danh từ quan trọng trong một bài giảng. Trước hết chúng ta định nghĩa từ bi. Thường thường người đời hay nói từ bi là cái lòng thương hay là cái tình thương, nhưng mà tình thương nào mới gọi là tình thương của từ bi, còn tình thương nào không phải là tình thương của từ bi? Trong nhà Phật định nghĩa rõ từ bi là cái tình thương không có vị kỷ, hoàn toàn không có vị kỷ. Ngược lại, nếu tình thương vị kỷ là vì mình á, thì đó gọi là ái chứ không phải gọi là từ bi. Đó. Như vậy thì cái tình thương người mẹ thương con có phải từ bi không? Người đời cũng hay nói từ mẫu đó, tức là người mẹ có lòng từ bi, nhưng thực ra nó chưa có hẳn. Tại sao? Bởi vì trong nhà Phật thường gọi Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử, đó là chữ ái không phải từ. Tại sao mẹ thương con gọi là ái? Ái tức là yêu mến. Bởi vì đứa con lúc nào cũng là từ cái tinh huyết cha mẹ kết hợp thành, cho nên khi nó ra đời là có một phần của cha mẹ trong đó. Mà đã có một phần của cha mẹ trong đó thì cha mẹ thương mình bao nhiêu thì thương con cũng bấy nhiêu, cho nên nó là cái vì mình chứ không phải vì người khác. Lại nữa, con cha mẹ nuôi có hy vọng rằng lớn lên mình nhờ nó không? Nếu mà chăm mong lớn để mình nhờ khi tuổi già thì có vị kỷ không? Đó. Cho nên cái tình thương đó nó không phải hoàn toàn là vị tha,
mà nó có thầm cái vị kỷ trong đó. Vì vậy mà nói là ái, cái không gọi là từ bi. Nhưng người đời vì không có rằng chỉ từ bi, cho nên thấy mẹ thương con nhiều quá nói đó, mẹ là từ mẫu đó, thấy không? Tức là cái người mẹ nương, mẹ có lòng từ bi. Như vậy thì thế nào mới được gọi là từ bi? Tức là cái tình thương không có một chút nào vị kỷ mà chỉ hoàn toàn vị tha, thì đó là từ bi. Tôi ví dụ như quý Phật tử đi ra đường gặp một đứa bé đang đi dốc té. Khi thấy nó dốc té thì chúng ta liền tới đỡ dậy, phủi áo cho nó sạch, rồi nó ôm cặp nó đi học. Không có cần đứa bé cảm ơn hay không, thấy cái cảnh khổ của nó, thấy cái nguy hiểm của nó, mình cứu, chứ không có nghĩ gì về mình hết, thì đó gọi là từ bi. Còn nếu mà đỡ nó lên, rồi phủi áo cho sạch, nó ôm cặp đi học, mà nó quên chào mình, quên cảm ơn mình, cái mình chặn, thì cái đó từ bi luôn. Cái đó là làm mà còn trong người ta biết ơn, để nhớ ơn, thì cái đó còn thiếu từ bi. Nên cũng một việc làm mà nó đầy lòng từ bi, còn một việc làm nó không có thấy chi từ bi mà không phải từ bi, đó là vị kỷ. Như vậy thì tất cả chúng ta học Phật, chúng ta phải tập cái tâm từ bi, là thương mọi người, giúp mọi người, và không đòi họ nhớ ơn, biết ơn. Chứ còn nếu mà chúng ta còn có đòi họ nhớ ơn, biết ơn mình á, thì đó là vị kỷ rồi. Như quý vị thấy hiện giờ thì chúng ta thấy một người nghèo, một người đói, chúng ta đem gạo, đem những thức ăn tới để giúp đỡ họ. Nếu mình giúp đỡ người đó, cho họ có được bữa ăn ngon, cho họ có được phương tiện sống một thời gian, nhưng mà họ không có mở miệng cảm ơn mình chút nào hết, thì mình vui không? Chắc không được vui quá à. Tại sao mà chẳng những không vui mà còn trách nữa, cái thứ gì mà vô ơn bạc nghĩa thì giúp mà không có biết ơn, không biết cảm ơn nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta làm một điều lành như là thương người, nhưng là trong đó nó có cái ngầm đòi hỏi cái gì đó, phải biết ơn, phải nhắc ơn thì mới vui, còn không biết ơn, không nhắc ơn thì chán, mai mốt không muốn làm nữa. Đó. Còn lòng từ bi, thấy người ta khổ là mình giúp, thấy người ta gặp nguy khốn thì mình cứu, cứu rồi, giúp rồi mà không có đòi hỏi gì hết, đó là từ bi. À, như vậy thì cũng một việc làm, một bên là từ bi, một bên lại là không phải từ bi. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu nghĩa từ bi là tình thương hoàn toàn vì người, tình thương hoàn toàn vì tha chứ không bị kỷ, đó là từ bi. Rồi đến cái thứ hai, thế nào là nhẫn nhục? Bởi vì chữ nhẫn nhục này là chữ Hán dịch từ kinh Phật, nhưng mà khi dịch ra nó có những cái mà chúng ta thấy hơi khó. Nhẫn nhục, chữ nhẫn là nhịn, rồi chữ nhục cái người ta nói nhịn quá thì bị nhục, phải không? Như vậy đúng không? Nhẫn nhục, chỉ nhẫn nhục nói cho đủ là mình nhịn chịu, chứ không phải nhịn là nhục. Nhịn chịu, vậy mà nhiều người cắt nghĩa đây, mình nhịn quá mình đã phải nhục, đó là cái hiểu lầm
lời của Phật dạy ở trong kinh. Bởi vì chúng ta nhẫn nhục đối với cái người ngoài, họ dùng cái lời nặng nhẹ mắng nhiếc mình mà mình vẫn thản nhiên không buồn không giận, đó có phải nhẫn không? Quý vị làm đó dễ hay khó? Bởi vậy khi mà chúng ta gọi là tu đó, là phải tập những cái khó làm. Bởi vì mọi cái đau khổ của con người là đều từ cái chấp ngã mà ra. Giờ đây chúng ta biết tu rồi thì chúng ta phải phá lành cái chấp ngã đó. Khi họ mắng chửi mình mà mình nhịn, mình không có phản đối, không có chống cự, như vậy là mình thắng, là mình thua. Quý vị trả lời giùm tôi coi, thua hay là thắng? Thắng cái gì? Khi người ta chửi mắng mình mà mình nhịn được thì đó là mình thắng. Mà thắng cái nóng, cái tức giận của mình đó, chứ mình thắng người ta. Vì mọi khi cái tức giận nó dấy lên, mình làm chủ được cái nói bậy, làm bậy. Bây giờ cái đó, điều đó đáng tức giận mà mình ráng mình bỏ qua được thì đó là mình thắng mình rồi. Thắng mình thì hay hay dở. Trong kinh Phật có câu thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Thắng mình là một cái sức mạnh phi thường, chứ không phải là dở, không phải là hèn. Vậy đó mà có nhiều Phật tử nói tôi nhịn một lần là được, hai lần tôi nhịn không có nổi, nó tôi còn ba lần cái thì sao? Thì nổ tung hả? Như vậy đó là ráng chịu thôi, ráng đè, chứ còn không có thực là cái biết nhẫn nhục. Như vậy thì nhẫn người ngoài rồi, lại còn nhẫn cái gì nữa? Nhẫn cái bản thân mình. Trong khi bệnh hoạn đói thiếu mà mình không kêu, không than, không buồn, không tức, đó cũng là nhẫn. Rồi cho tới những lúc mà mình có những cái bệnh hoạn đau đớn ở trong thân mà mình vẫn can đảm nhịn chịu, đó cũng là cái đức nhẫn nhục. Như vậy thì người nhẫn nhục là người hèn yếu hay là người can đảm? Nếu người yếu thì đau chút thì rên thì la con tròn, thấy không? Mình đau mà mình vẫn can đảm, mình nhịn chịu, không có rên la, không có than thở, đó là một sức mạnh nó mới thường. Bởi vậy cho nên những người tập được đức nhẫn nhục là những người mạnh. Mạnh mà không phải mạnh thường, mạnh một cách hơn tất cả mọi người. Bởi vậy cho nên tôi dẫn lại một câu chuyện mà có thể tôi dẫn rất nhiều lần. Một hôm Đức Phật ngày đi khất thực, mà cái vùng đó là cái vùng người theo đạo Bà La Môn. Bây giờ đây Đức Phật đi tới đó khất thực, rồi những người bổn đạo Bà La Môn mới đến cúng dường Phật, rồi được nghe Phật thuyết pháp, cái họ bỏ đạo Bà La Môn theo Phật quy y. Thì hôm sau Phật cũng đi lại đó khất thực. Người thầy của cái nhóm Bà La Môn đó, họ mất đệ tử là tức quá, đã thấy Phật đi tới. Cái thì Phật đi trước đi sau lưng kêu tên Phật chửi hoài, chửi từ đầu đường tới cuối đường. Rồi Phật cứ lặng lẽ đi một cách ung dung tự tại, không có buồn phiền, không có bực tức gì hết. Ông càng tức hơn, cho nên đi một đổi nữa thì họ lại chặn Đức Phật lại. Ông nói
Thù đào, ông có điếc không? Thật nữa, tôi không có điếc hết. Đấy, không điếc tại sao tôi chửi không trả lời? Thì Đức Phật chỉ nói một cái ví dụ đơn giản. Nếu ở nhà ông có một cái lễ, cái tiệc, mời bà con láng giềng tới, là khi về, những cái đồ ăn, những cái bánh trái, nó còn dư, cái ông gói từng gói tặng cho người này, tặng người nọ. Nếu đem quà tặng người ta mà họ không có nhận, thì quà đó về ai? Về ai? Thì về mình chứ về ai? Bây giờ ông chửi ta, ta không nhận thì cái chửi về ai? Như vậy quý Phật tử nó thấy thật thua hoặc thắng, bị chửi mà không nhận, mà không nhận thì thắng thì thua. Cái người chửi càng tức, mà tức thì rốt cuộc rồi thì người chửi nhớ lại cái gì mình nói, cái gì mình làm, chứ bị người nghe mà không thèm nghe thôi. Bây giờ Phật tử chúng ta chịu nghe chửi không? Nếu mà ai chửi thì quý vị có thể làm thinh ung dung đi hay không? Đó là một cái điều rất là thiết yếu, bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng họ chửi là họ làm nhục mình, nhát cho nên phải ăn thua. Mà ăn thua rồi sao? Ai thắng lại bài? Nếu kẻ thắng thì cũng đổ máu, còn kẻ bại thì cũng ở tù, phải không? Nghĩa là không có cái gì hay ở trên, thì chi bằng người ta chửi mà mình không thèm nghe thôi. Như vậy thì quý Phật tử thấy cái nhẫn nó hay hay dở. Mà thường thường ấy, ở thế gian, quý Phật tử khi nào đi ngang những người quen biết với mình mà họ nói cái gì nhỏ nhỏ và có cái tên mình để đọc thì quý Phật tử có can đảm bỏ qua không? Hay là lắng nghe cái người họ nói lén cái gì đó? Có không? Như vậy thì ta chỉ nói lén, ta sợ ta nói lén mà còn khám là tìm nghe. Cuốn này ta chửi thì thôi, ôm hết phải không? Vì vậy mà khổ. Còn phải ta chửi mà ta không thèm quan tâm, phải không quan tâm thì đó là phải không có dính. Còn chúng ta vì chú ý nghe cho nên chúng ta dính mắt. Dính mắt thì buồn, thì phiền, thì tức giận đủ hết. Cho nên nói tu thì tu, mà phiền não vẫn phiền não. Nghe ai nói lén tên mình trong đó cái thì buồn, giận rồi, nghi ngờ rồi. Vì vậy làm sao hết phiền não được? Như vậy chúng ta biết rằng nhẫn nhục là một cái điều kiện thiết yếu cho sự tu hành. Người tu mà không biết nhẫn thì đó là chưa biết tu. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có nhẫn nhục thì mọi cái ơn thua phải với đem ra tranh cãi với nhau, mà tranh cãi với nhau thì phiền não, thì giận hờn, thù oán, như vậy đâu có biết tu gì. Còn mọi cái gì nó đến, nó xảy ra mà chúng ta vẫn an nhiên, tự tại, không buồn, không phiền, thì đó là chúng ta thảnh thơi, lúc nào cũng là an vui tự tại, không có phiền não. Mà không phiền não thì đó mới thực là cái người tu. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái giá trị của cái nhẫn nhục. Bây giờ tôi nói tới cái điểm thứ hai là từ bi, nhẫn nhục, nó hỗ tương nhau, hai cái nó giúp đỡ nhau chứ không có tách rời được. Ở đây nhắc lại, quý Phật tử thường tới chùa, thấy chùa thờ tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nè, thì tay nào cầm cái gì? Tay mặt thì cầm dương liễu, tay trái là cầm cái gì? Cái bình thanh tịnh.
Như vậy thì bình thanh tịnh là tượng trưng cho nước chứa nước cam lồ, và nước cam lồ gọi là từ bi. Cành dương liễu, dương liễu là cái cây nó nhỏ nó mảnh mà gió nó không gãy, uống hoa quạt lại mà không gãy, nó dẻo dai, đó là nhẫn nhục. Muốn cho nước cam lồ xem ra dưới mát mọi chúng sinh thì phải có cành dương liễu, thấy không? Cành dương liễu thấm nước cam lồ dưới thì nó mới làm cho mọi người được mát, được nhẹ nhàng. Vì vậy mà cành dương liễu là nhẫn nhục, là nước cam lồ đó là từ bi, hai cái không tách rời nhau. Bởi vậy nên nhìn tượng Đức Quan Âm chúng ta thấy thì biết rõ Ngài là hiện thân của từ bi, cho nên Ngài cầm cái bình thanh tịnh chứa đựng nước từ nước cam lồ để dùng cái cành dương liễu rưới ra, chứ không phải cái cành cái bình mình đổ tuôn xuống được, phải rưới. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu được cái hình ảnh đó mới thấy cái hay, cái quan trọng ở trong đạo Phật. Bởi vì trong đạo Phật dạy chúng ta tu là phải làm sao tu cho được an lành, được tự tại, được giải thoát, chứ không phải tu để mà tu. Như vậy thì chúng ta thấy Bồ Tát Thích Quan Thế Âm là một cái biểu hiện về lòng từ bi, biểu hiện về lòng từ bi, mà lòng từ bi đó được bủa ra khắp mọi người nhờ cành dương liễu để chẳng dùng. Như vậy thì hai cái đó luôn luôn nó bổ tương nhau, nó không tách rời nhau. Bởi vậy cho nên trong từ bi thủy sáng tôi xưa đọc có thuộc những cái câu như thế này: thùy dương liễu như biến sái cam lồ, trừ nhiệt não dĩ trái đất thanh lương. Tức là nghĩa là cầm dương này dưới nước cam lồ lên khắp cả, trừ nhiệt não làm cho mọi người đều được thanh lương, vân vân. Như vậy thì tất cả những vị tu hành có đủ lòng từ bi thì phải có đức nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục thì mới thể hiện được lòng từ bi. Quý vị nghĩ có đúng vậy chưa? Ví dụ như quý vị nghe ở chỗ nào bị tai nạn, hoặc là lụt lội, hoặc là lửa cháy, quý vị đi tới đó để giúp đỡ, làm việc từ thiện, khi đem đi thì dự trù có 50 gói đồ thôi để đủ chia cho 50 người. Thì tới đó mời 50 người lại để chia 50 gói đồ, nhưng mà có những người khác họ chưa được mời mà họ cũng chạy tới, để chạy tới nghe mình chia hết không có chia cho họ, cho họ chửi mình, lúc đó là sao? Nên nói bố thí không cầm bình vì việc nhân dân, họ la họ chửi, thì quý vị mới nghĩ sao? Lúc đó nếu mà mình nổi nóng mình cự họ thì đâu còn gọi là từ bi, phải không? Làm việc bố thí là từ bi, mà nếu nổi nóng lên thì hết làm được, mai mốt nó thôi không đẹp, không đẹp thì giúp ai nữa hết, giúp chi cho họ chửi. Như vậy thì mới thấy rằng mình làm từ bi mà thiếu nhẫn nhục thì cái từ bi nó không còn. Cho nên mình làm việc từ bi bố thí cho người thì giả sử là ai không bằng lòng, họ mắng là chửi cứ cười thôi, khả năng mình tới đó sức mình bấy nhiêu thì giúp bấy nhiêu, chứ còn đòi quá không được.
nhưng mà ta không bằng lòng, ta chửi thì mình cũng ráng chịu, phải không? Không chạy nào chứ. Thì như vậy làm từ bi suốt đời cũng không chán chứ. Nó làm bố thí suốt đời cũng không chán. Còn nếu mà mình tự ái đi trước, giận hờ đi trước thì không có làm được. Như vậy để thấy rằng cái từ bi là phải có nhẫn nhục. Thiếu nhẫn nhục thì có từ bi. Cũng như vậy, thấy người láng giềng họ có những cái tai nạn xảy ra, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là có những cái gì bất trắc đến, để chúng ta tới giúp đỡ cho họ. Mà khi giúp đỡ cho họ rồi thì họ chẳng những không mang ơn, mà họ còn nói rằng mấy người này trả nhân trả nghĩa chứ có đạo đức gì. Cái từ đó về sau nghĩ sao, thề rằng từ đây sao không thèm giúp nữa, phải không? Thì như vậy mình có từ bi chưa? Từ bi mà phải người ta khen, mình giúp rồi biết ơn, biết khen rồi đó, thì mình còn ráng mình làm. Còn nếu mình từ bi mình giúp mà họ lại nói những cái lời trái ngược thì chúng ta tâm là bực tức, thì như vậy đâu còn là từ bi. Vì vậy cho nên từ bi mà thiếu nhẫn nhục thì không có thể thành từ bi. Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta, ai ai là người Phật tử thì cũng phải tập cái tâm từ bi. Mà tập tâm từ bi á, thì phải tránh tất cả các ích kỷ. Mình làm tất cả việc cho mọi người mà mình không kể công, không kể ơn. Giả sử họ mắng chửi mình cũng không giận, không ngờ. Đó mới thật là từ bi. Còn nếu giúp mà không biết ơn, giận liền không thèm giúp nữa, thì đó chưa phải thiền từ bi. Đó. Bởi vậy, cho nên tất cả những người Phật tử cũng như người xuất gia khi mà tu hành thì thường lực thường ấy, thì phải cố gắng làm sao mở rộng lòng thương, thương mọi người, thương mọi vật, thì đó mới gọi là cái người đạo đức, người tu hành chân thật. Chứ nếu mà chúng ta tu mà không có thương người, thương vật thì phải tu cái gì, phải không? Cho nên tu thì phải có cái tâm từ bi. Mà đã có tâm từ bi thì luôn luôn phải có cái đức nhẫn nhục, hai cái nó hỗ trợ nhau, như vậy thì mới được. Đó là tôi đứng về cái mặt từ bi, rồi có cái nhẫn nhục nó giúp, nó hỗ trợ. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai kế là từ bi nó phát sanh từ nhẫn nhục. Nên trước là nhẫn nhục nó trợ cho từ bi, thì bây giờ từ bi rồi nó phát sanh ra do cái đức nhẫn nhục. Trước hết tôi kể những câu chuyện ở trong kinh Phật cho tất cả quý vị nghe. Nói rằng khi Phật còn tại thế, Ngài đi du quá ở các nơi. Khi đó Ngài đi tới một vùng. Một vùng đó là chỗ của những người Bà La Môn giáo hóa. Thì khi Ngài đi tới thì thấy tất cả những người cúng dường cho Ngài, rồi họ đi theo Phật tới một cội cây, Phật ngồi thở thực xong, cây họ dây quanh, Phật nó thuyết pháp cho họ nghe. Thì có một người Bà La Môn coi tướng rất giỏi, thấy tướng của Phật có đủ 32 tướng tốt, thì ông đoán rằng đây là một vị vua, là vua bậc thượng, không thì một bậc giác ngộ. Cho nên ông có người con gái rất đẹp. Ông tới, ông nói để mà gả cho ông thầy này. Khi đó ông tính rồi, cái ông chạy về bàn với bà vợ.
và vợ cũng đồng ý như vậy. Để dẫn đứa con gái tới, khi Phật còn ngồi dưới cội cây, cái ông ấy nói rằng: thưa ngài, tôi có người con gái đẹp nhất thời gian, bây giờ xin tặng cho ngài, ngài có bằng lòng không? Cái ngài liền Phật liền trả lời: đó là tải do hôi thối, ta không dùng. Cái cô con gái mà xinh đẹp quá đó, cái cổ tự ái cái từ đó về sau phù Phật, nghĩa là làm sao trả thù cho được. Vì vậy mà một sau này cái bà được một vị vua, cái vua đó ở vùng Kosambi, tức là một vua tiểu vương, thì cưới bà về làm hoàng phi. Thì khi đó Đức Phật ngài đi giáo hóa, ngài đi với đệ tử là A Nan đi tới cái vùng đó, cái bà nghe được, bà mới thuê những đứa côn đồ đón Phật, chửi mắng rồi lấy đất lấy đá chọi, đứng hai bên đường trực sẵn như vậy, chửi mắng chọi đá để trả thù. Thì Đức Phật đi tới đó, cái bị họ mắng chửi, họ chọi đá đủ hết. Cái ngài A Nan tối mặt chịu hết nổi, Phật Thế Tôn: thôi chúng ta đi chỗ khác. Phật phải đi đâu giờ A Nan? Thì ngài A Nan kia: chúng ta đi chỗ nào mà không có chửi bới mình nữa, cái đây không thể chịu nổi. Phật hỏi: nếu mà đi chỗ khác rồi ta chửi bới như vậy nữa thì nghĩ sao A Nan? Ngài A Nan nói: thì mình đi tới những chỗ nào mà hồi xưa Đức Phật giáo hóa người ta được rồi đó, về đó giáo hóa cho nó tốt, cho nó khỏe, chứ mình đi tới ta chửi bới thì chịu nổi. Thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan, hỏi chấm dịch nên đi tới những chỗ nào? Thì ngài A Nan buộc lòng phải nói: chúng ta về nước Sa Vệ, hoặc là đi tới thành Hương Xá, là những nơi đã quy y để tu hành theo Phật rồi đó, để giáo hóa. Thì Phật mới nói rằng: này A Nan, nếu mà có một vị thầy thuốc hay tuyệt vời mà để cái bản trước nhà, để rằng đây chỉ chữa bệnh cho những người nhẹ nhẹ thôi, bệnh nặng cho những nơi khác, thì nghĩ sao A Nan? Thì A Nan nói: nếu thầy thuốc hay thì phải chữa bệnh nặng, bệnh nhẹ thì đâu có hợp lý. Phật nói: cũng vậy, những người chửi tới đánh đạo ta đây là những người bệnh nặng. Bệnh nặng thì ta phải nhớ qua họ. Thì ngã nay cãi lại, và Thế Tôn nhìn nói họ không nghe là sao nhớ quá. Thì những cái người đó họ xúc động, họ thấy Phật thương họ vậy, đây họ nói: thưa ngài Cù Đàm, chúng tôi xin nghe ngài ở đây giáo hóa chúng tôi. Thì quý vị mới qua câu chuyện đó thì thấy sao? Vì lòng từ bi, phải không? Thương muốn giáo hóa chúng sinh nên tới họ, chửi họ, mắng họ gì gì, ngài cũng nhịn đó. Nghĩa là nhịn để mà giáo hóa. Như vậy nhẫn nhục để mà thể hiện lòng từ bi. Chứ còn nếu không nhận được thì sao? Như ngài A Nan đó cũng là khá lắm đó, mà chịu hết nổi. Như vậy thì mới thấy rằng cái người có được cái đức nhẫn nhục sâu thì mới có thể hiện được cái lòng từ bi của mình. Chứ nếu mà không có nhẫn nhục thì cũng không thể hiện được lòng từ bi. Đó là một cái điều hết sức là thiết yếu. Bởi vậy cho nên tất cả người tu theo đạo Phật thì bao giờ cũng phải làm sao mình tập cho được cái đức nhẫn nhục. Như vậy thì hỏi tất cả ni chúng và Phật tử, quý vị nhẫn khá chưa?
khá khá chưa? Khá hay là chưa nhẵn? Cái chỗ đó là cái lời tôi muốn nhắc lại cho quý vị nhớ. Học Phật rồi mình phải bắt chước theo Phật. Đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Phật bị chửi mà Ngài không có nghe. Mà nếu lúc đó người ta chửi Phật, cái Phật đó lại chửi lộn họ, thì bây giờ mình lại Phật không? Lại không? Không lại đâu, phải không? Còn như tới cái chỗ bị người ta mắng chửi, gọi đất, gọi đá mà Ngài chẳng thì bỏ đi luôn á, thì chúng ta có lại Ngài không? Cái cao cả của Ngài là trong khi người ta hành mình, nhục mình mà mình vẫn thương họ, chính là cái cao cả. Vì vậy mà Ngài giáo hóa được những nơi khó khăn, những nơi nguy hiểm. Còn chúng ta bây giờ hơi khó một chút kìa, rút dù chạy, phải không? Làm gì gặp khó cái rút chạy à. Như vậy thì làm sao mà chúng ta truyền bá đạo được? Đức Phật ra đời tại Ấn Độ, không có ai giúp đạo Phật. Rồi Ngài tu, Ngài ngộ, rồi Ngài mới đi ra truyền bá. Mà khi đó không có biết đạo Phật, tức là theo các đạo khác. Mà từ từ Ngài truyền bá cho mọi người biết được đạo Phật thì có dễ không? Vậy mà Ngài sẵn sàng, Ngài làm được. Còn chúng ta bây giờ tu thì tu, mà nhẫn không nhẫn, từ bi cũng không muốn từ bi nữa. Như vậy thì nó hơi ích kỷ quá, phải không? Mà ích kỷ thì nó đúng là người học tục chứ đâu có nói người tu. Đó. Tu cư sĩ cũng là người biết tu, tu xuất gia cũng là người biết tu. Bởi vậy cho nên khi nói tới cái tu thì phải là cả một cái nỗ lực kiềm chế mình. Người ta chửi mắng mình mà không tức giận thì cái sức kiềm chế mạnh hay nhẹ? Thật rất là mãnh liệt. Nhưng mà nói kiềm chế là nói chúng ta, chứ nói Phật không có kiềm chế gì hết. Quý vị biết tại sao Phật không kiềm chế không? Bây giờ tôi nói ví dụ, quý Phật tử đi vào bệnh viện tâm thần, gặp mấy người bệnh tâm thần, họ chỉ trỏ mặt mình, họ la mắng mình, thì lúc đó là sao? Lúc đó xăm tay áo là đánh lộn họ, hay là cứ đi cách lặng lẽ mà thương, thấy không? Thương họ là kẻ bệnh. Nga, mình là người sáng, là người trí, thì cái người bệnh hoạn mình phải thương, thấy không? Vậy đó, cho nên Đức Phật không có nhẫn mà thấy thương. Cho nên Ngài mới nói đây là những người bệnh nặng, phải không? Phật bệnh nặng thì mình thầy thuốc hay phải cứu họ chứ. Nếu mà họ bệnh nặng mà mình từ chối, mình bỏ đi thì làm sao trị dùng họ được? Nên hiểu vậy rồi thì từ cái tâm nhẫn nhục rồi nó phát sanh ra cái lòng từ bi để thể hiện cho người ta thấy lòng thương của mình. Đó là nói Đức Phật. Rồi nói tới đồ đệ của Đức Phật là Ngài Phú Long Na. Ngài Phú Long Na một hôm Ngài đến từ giả Phật, xin Phật dạy cho Ngài một pháp rất đơn giản để Ngài đi về phương Bắc Ngài tu. Thì Đức Phật dạy xong rồi Ngài bái tạ Đức Phật, Ngài đi. Để khi sự bái tạ thì Đức Phật hỏi và ông định đi đâu? Ngài Phú Long Na thưa Bạch Thế Tôn, con đi về phương Bắc để con giáo hóa. Phật nói rằng ta nghe người phương Bắc họ hung dữ lắm, mà ông qua tới đó ông giáo hóa, nếu bị họ chửi mắng ông thì ông nghĩ sao? Bây giờ quý vị có thể nghĩ giùm Ngài Phú Long Na được không? Nghĩ sao họ chửi mắng mình bây giờ phải sao?
Thầy Ngài Phú Tô Na thưa rằng, Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con, thì con nói, người dân phương Bắc này vẫn còn hiền lành, vì họ mới chửi mắng, chứ họ chưa đến đập. Rồi Phật mới nói, nếu giả sử họ đến đập ông rồi ông mới nghĩ sao? Thì Ngài trả lời rằng, Bạch Thế Tôn, con cũng nghĩ rằng họ là người còn tốt lắm, vì họ chưa dùng cây dùng gậy mà đập con. Thì Phật nói, nếu họ dùng cây dùng gậy đập ông thì ông nghĩ sao? Thì Ngài trả lời, Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ cũng còn lương thiện, vì chưa có dùng dao dùng kiếm mà giết con. Phật nói, giả sử là dùng dao dùng kiếm giết ông, ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ nhờ họ mà có giết con nên con bỏ được cái thân nhơ nhớt ô uế này, là họ là người ơn của con. Thì quý vị thấy có cái gì giận không? Từ chửi mắng cũng không giận, đánh đập bằng tay cũng không giận, bằng cây bằng gãy cũng không giận, rồi cho tới giết cũng không giận luôn, cũng mà ơn như vậy đó. Cho nên Phật nói, à được, nếu ông như vậy thì ông nên qua đó ông giáo hóa. Thì đúng vậy, ngày qua đó thì giáo hóa một thời gian, thì Ngài dẫn về cả 500 người đều là quy y và hướng về Phật pháp tu hành. Như vậy thì thấy rằng cái tâm của người tu không có một cái chút hờn giận. Người ta hại mình thì lúc nào mình cũng mang ơn hết, mang ơn bằng cách này, mang ơn bằng cách nọ. Bây giờ tôi nói dễ nhất là nếu mà người đó họ mắng mình, thì giờ nghĩ sao để mang ơn ở đây? Nghĩ sao? Thì nghĩ rằng phải tốn lắm, nhờ anh, nhờ chị mắng tôi mà tôi tu được cái hạnh nhẫn nhục. Thầy đồng, nhờ họ mà mình tu được hạnh nhẫn nhục. Thế còn nói nhẫn nhục, ai cũng khen mình hết, nhẫn án, nhẫn cái gì, thành ra cái hạnh nhẫn nhục mình không có tu được. Nhờ có người mắng chửi, khinh miệt mà mình tu được hạnh nhẫn nhục, thì đó là một cái hay, mang ơn họ. Phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ở trên đời này, nếu mà nói biết tu thì trường hợp nào cũng tu được. Nhưng mà người Phật tử cũng như người xuất gia bây giờ tu thì thích người ta khen hơn, chứ không thích người ta chê. Chẳng những không thích mà không chịu nữa, phải không? Nếu mà mình tu mà ai chê cái sao? Nói cái cô đó hay cái thầy đó tu giả dối chứ tu có thiệt gì đâu, sai giận không? Tiếc lắm rồi đó, phải không? Như vậy thì chúng ta không có nên nghĩ giảm tiếc ai hết, mà chúng ta phải nghĩ rằng chính nhờ những cái lời nói đó nhắc nhở cho chúng ta, để chúng ta cố gắng tu hành cho hay, cho tốt, để không có bị người xem thường nữa. Nhờ cố gắng thì đó là người ơn. Ngược lại, những người Phật tử tu, nếu đi chùa, nghe kinh, ăn chay, tập tu, thì có người nào đó họ nói cái anh đó, cái chị đó tu giả dối, tu thiệt đâu, nghe nói vậy tức không? Có nhiều người nói họ không thèm đi chùa nữa hết, mình đi chùa tu mà họ nói mình giả dối. Như vậy thì đó là chúng ta cũng chưa biết tu. Dù họ khen, dù họ chê, chúng ta thấy cái đạo lý hay, chân thật, thì chúng ta cũng phải cố gắng, phải thực hiện. Chứ đừng vì cái khen mà tu, đừng vì cái chê mà mình chán không tu. Cái đó là cái dở của mình, chưa có hiểu đạo lý. Đó là tôi nói cái trường hợp nhờ cái từ bi mà mình phát sanh cái nhẫn nhục, bởi vì lòng thương người
cho nên mình chịu đựng hết mọi việc để cứu người. Đó là cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Bây giờ nói tới cái phần thứ tư là nhẫn nhục thể hiện từ bi. Bởi vì thường thường tất cả chúng ta tu thì lúc nào muốn thể hiện lòng từ bi thì mình phải làm sao? Bởi vì từ bi muốn thể hiện thì phải làm ba việc: một là bố thí tài, hai là bố thí pháp, ba là bố thí vô úy, là không sợ. Có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy quý thì chúng ta mới thể hiện được cái tâm từ bi. Nha. Thí dụ như mình có được một chút ít tài sản nho nhỏ, nhưng mà những người chung quanh mình hoặc một hoặc hai người họ đưa thiếu thốn ngặt nghèo, họ cần giúp một chút ít thì mình dư không nhiều, ít mà mình cũng dành ra giúp họ, giúp họ mà không đòi hỏi cái gì hết, thì đó là mình bố thí tài. Đó để thể hiện cái lòng từ bi của mình, bố thí giúp họ mà không đòi họ hỏi họ cái gì hết, thì đó là bố thí để thể hiện lòng từ bi. Còn phần thứ hai là bố thí pháp, cũng để thể hiện lòng từ bi. Tại sao? Bởi vì tất cả chúng ta sinh ở trên đời này, nếu mà sống bình thường trong thế gian thì chúng ta không bao giờ biết được cái giáo pháp cao siêu của Phật. Mà không biết cái giáo pháp cao siêu của Phật thì trên con đường đời của chúng ta tu hành hay là cuộc sống rốt cuộc rồi trở thành vô nghĩa. Như tôi thường đặt câu hỏi với nhiều Phật tử, tôi hỏi rằng tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này rồi có mãi, hay là có lúc nào đó, một ngày nào đó chúng ta phải mất đi? Có mãi hay phải mất? Chắc trăm người đều biết rằng mình có mặt ở đây rồi một ngày kia mình sẽ mất, phải không? Ai cũng biết rõ vậy. Mà biết rõ mình sẽ mất thì phải làm sao? Hay là kệ tới đâu hay đó? Có nhiều người nó lo cái sống không kịp, lo cái chết làm chi, phải không? Rồi cứ mà lăn lộn lo cho cái sống. Mà thật ra lo cho có cái sống mà quý vị thấy lo lúc nào rồi đủ không? Lo tới đâu là rồi, lo tới đâu là đủ, lo hoài cho tới đầu bạc mặt nhăn mà cũng chưa rồi, chưa đủ, rồi tới ngã đường ra chết thì không biết đi đâu. Đó hả? Như vậy thì chúng ta phải biết khi sống là một việc cần thiết phải lo, lo cho có ăn có mặc, lo cho cuộc sống được êm ấm, nhưng mà cũng phải dành một ít thì giờ nghĩ tới ngày mai mình chết rồi sẽ ra sao, giờ mình đi đâu. Mà cái chết nó có chừa người nào không? Không chừa ai đó. Mà tại sao cái sẽ đến mà mình không có chuẩn bị? Đó là một cái điều hết sức đáng buồn. Cho nên khi mình lo cho cái sống, mà cái sống là lo để giữ cho thân này, và thân này được gìn giữ tốt, đầy đủ, nhưng mà quý vị giữ nó còn mãi không? Giữ nó tới lúc nào nó cũng bại hoại thì cứ cắm đầu giữ cái bại hoại, đó là sáng suốt không? Sáng suốt rồi chắc không sáng suốt nữa. Cho nên khi mang cái tên này, biết một ngày kia nó bại hoại thì chúng ta lo cho nó, nhưng đến trình mực nào còn phải dành một số thì giờ để lo cho khi thân này hoại chúng ta ra sao, đi đâu, còn hết, phải biết
phải thấy vào đó, thì như vậy mới gọi là người lót xa. Như vậy thì tất cả chúng ta, tôi không nói nhiều, nếu mà quý Phật tử chỉ cần giữ năm giới của Phật thôi, thì khi quý vị sắp nhắm mắt, quý vị sẽ biết mình đi đâu không? Biết không? Tức thì đi đâu? Nghĩa là giữ năm giới của Phật là mình tu theo nhân thừa Phật giáo. Phật giáo để được trở lại làm người, tu trở lại làm người. Vì giữ giới không sát sanh, giữ giới không trộm cướp, giữ giới không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, không uống có chuyện gì kem ma túy. Đó là năm điều kiện tốt để đời này chúng ta thành một người tốt, đời sau mất thân này trở lại làm người tốt hơn. Đó là tu nhân thừa Phật giáo. Bây giờ quý vị thử kiểm năm điều đó. Không giết người nè, thì nếu mà ở thế gian chúng ta không giết hại ai thì chúng ta tốt hay xấu? Tốt. Không có trộm cắp của ai chúng ta tốt hay xấu? Tốt. Không có tà dâm, tức là một vợ một chồng đàng hoàng, thì đó là tốt. Không dối gạt ai, đó là tốt, phải không? Không có uống rượu say, không có xì ke ma túy, đó là người tốt, phải không? Năm điều đó tốt là một con người xứng đáng trong hiện tại. Mà hiện tại xứng đáng thì mai kia trở lại cũng là người tốt, tốt hơn nữa. Trong nhà Phật nói, nếu mà không có phạm giới giết người thì đời sau sanh ra sống lâu. Không có phạm giới trộm cắp thì đời sau sanh ra khá giả. Không có phạm giới tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Không phạm giới nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tình. Không có phạm giới uống rượu mạnh, uống say, uống có phiện thì kém ma túy, thì đời sau sinh ra trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì giữ năm giới nó lợi cho mình trong cuộc sống hiện tại, mà nó đã chuẩn bị cho mình một đường đi của ngày mai. Giữ đòn năm giới, quý Phật tử bệnh sắp tắt thở, có ai hỏi anh hay là chị chết sẽ đi đâu, thì Phật tử trả lời sao? Tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn đời này. Chứ vậy yên lòng không? Chết mà không có sợ. Còn này không biết tu gì hết, tới chừng đó cái không biết ra sao rồi quảng hốt sợ sệt. Đó là một cái việc chúng ta biết lo xa. Mà giữ năm giới có tốn tiền của nhiều ít, nó thiệt thòi nhiều ít. Chứ còn không giữ thì nó mới tai họa, phải không? Như vậy tu là một cái bảo đảm cho cuộc đời mình an lành, lại bảo đảm cho khi mất thân này chúng ta có một chỗ hướng, một chỗ để tiến tới. Chứ không phải tu là cái tu để mà tu thôi, tu là để có một cái chỗ hướng đàng hoàng. Vì vậy mình mới nói rằng khuyên Phật tử tu hay là dạy mọi người tu, đó là chỉ cho họ một cái lối đi nó sáng suốt, nó đẹp đẽ, nó không có bình thường. Đó là tôi nói rõ cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Như vậy thì mình thuyết pháp, bố thí pháp là thuyết pháp, là giải tu. Mà giải tu nó có cứu giúp gì được ai không? Nhiều người cứ nghĩ rằng đạo Phật quý thầy cứ đi thuyết pháp thôi mà, chứ không có làm từ thiện. Còn người ta có những tôn giáo khác là làm từ thiện tích cực, còn mình là thuyết pháp nói suông thôi mà, phải không? Thì như vậy có lợi gì đâu, nhưng mà thực không phải. Tôi nói ví dụ như có một chú Đạp Xích Lô, ngài kiếm được 20 ngàn, ở nhà có một vợ hai con. Nếu 20 ngàn nó đem về mua gạo thì chắc vợ con không có đói, phải không? Nhưng bây giờ ăn được 20 ngàn rồi, cái chiều anh ghé quán anh nhậu hết trơn, hết rồi thì vợ con anh sao? Phải đói. Đói thì chúng ta thấy thương, cái làm việc từ thiện nên giúp cho 5 lít gạo, 3 lít gạo. Như vậy
rồi kiếm ngày này qua ngày kia, chúng ta kiếm giúp, nó phải giúp mãi suốt đời được không? Còn bây giờ đây, nếu có người sáng suốt, thông minh, thấy cái anh đó, ảnh vì bị uống rượu mà thiếu thốn, gia đình phải đói thiếu, thì mình lại khuyên, cái uống rượu nó có hại, nó hại cho cơ thể, là uống nhiều, chai gan, vân vân, giải thích em hiểu. Đồng thời, không có tiền để mua gạo cho con cái, như vậy thì chỉ mình làm cho mình khổ và làm khổ cái gia đình. Vậy nên bỏ đi đừng uống nữa, để ráng đi làm có tiền nuôi vợ nuôi con. Thì cái lời nói đó có tốn hao gì không? Nhưng mà nếu anh nghe anh thức tỉnh thì sao? Thì từ đó về sau gia đình anh no ấm, phải không? Như vậy thì nói lẽ phải, giải cho người ta hiểu rành rẽ cái điều hay lẽ phải, để mà tránh đi những cái dở. Nếu người ta tỉnh rồi thì cứu cả cuộc đời của họ. Vì vậy mà trong nhà Phật nói, bố thí tài là cái đầu, nhưng mà bố thí pháp là hơn hết. Nghe rồi ta hiểu, hiểu rồi ta chừa những cái dở, cái xấu, đem lại cái an vui hạnh phúc cho gia đình, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn đợi người ta thiếu mình đem cho mà không chịu giải thích người ta hiểu, người ta tránh, thì cho chừng nào mới đủ đó. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật quý trọng cái bố thí pháp, cái đó là bố thí vô quý. Vô quý là không sợ nếu gặp người tai nạn đến họ quảng hốt, thì chúng ta phải tìm những lời hay lẽ phải để an ủi, để nhắc nhở cho họ tỉnh táo, đừng làm sợ, bớt cái sợ đi. Thì đó gọi là bố thí vô quý. Hoặc giả khi người ta đi đường gặp những cái tai nạn họ quảng hốt, thì mình làm sao mình giúp đỡ họ cho qua tai nạn, đó gọi là bố thí vô quý. Cho đến như khi mà tất cả chúng ta ai ai cũng đều sợ chết hết, thì sợ chết có phải là quý không? Ta gọi là tham sanh quý tử đó. Quý tử thì sợ chết đó. Ai cũng sợ hết. Bây giờ tôi nói cho quý vị biết rõ, cái chết là cái không có tránh được, phải không? Không tránh được chỉ muộn và sớm thôi. Như vậy thì chúng ta chuẩn bị biết tu hành để gần chết, cái chúng ta thấy rằng cái thân này giống như chiếc xe cũ vậy. Xe cũ mà ráng dùng nó thì sao? Nó cứ sụt sịt hoài, có khi phải đẩy, mệt nhọc. Bây giờ mình có tiền, xe cũ này nó hư, mình mua chiếc xe mới tốt hơn, thì có buồn hay là không buồn? Cái đó nó còn vui nữa. Thôi đồ cũ bỏ đi mua cái mới. Thì cũng như vậy, thân này biết là nó không thể tránh không tránh khỏi được cái chết. Biết như vậy thì khi nó già bệnh không xài được nữa, bỏ nó mà mình có phước, thì mình sẽ có thân tốt hơn. Như vậy thì có sợ chết không? Như vậy thì biết tu đâu có gì sợ chết, phải không? Chỉ không biết tu, không biết mình mất thân này rồi ra sao đây, không biết ra sao đó, cho nên sợ quá. Còn chúng ta biết tu rồi thì không có cái gì để mà sợ. Như vậy thì nói rõ cái lẽ thật cho mọi người biết, không sợ, đó là bố thí vô quý. Bố thí cho người ta không sợ, đó là cái điều rất là cần yếu. Như vậy thì trong khi bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, những cái bố thí đó, tất cả chúng ta đều phải có đầy đủ cái đức tâm nhẫn nhục, phải không? Có nhẫn nhục có bố thí được, thiếu nhẫn nhục không thể nào bố thí đầy đủ. Vì vậy mà tất cả mọi người
trên thế gian này ai mà biết đạo lý, ai mà thấy được cái chân thật, lẽ chân thật, thì phải cố gắng đem cái hay, cái quý đó mà nhắc nhở cho nhau. Không phải người xuất gia như chúng tôi mới bố thí pháp được, như quý đạo hữu, quý Phật tử ở tại gia, nhưng mà mình tu, mình thấy có được cái gì lợi cho gia đình, cái gì tốt cho gia đình, mình đem mình nhắc cho anh em láng giềng họ biết, thì cái đó cũng là bố thí pháp. Như uống rượu, người nào say rượu được thì người đó là sao? Người đó sáng ngày tối say biết rồi, con người nó lười lười, nó hết tới sáng đi. Mà nếu uống rượu nhiều thì có sanh bệnh gì không? Nó sanh ra cho mình hai cái bệnh. Một là cái bệnh tối, hai là cái bệnh chai gan, phải không? Như vậy thì mình biết thật chạy đừng uống rượu, hơn khuyên là ăn bớt uống rượu đi, để mà tránh những cái bệnh hoạn cho mai kia, và giữ cho mình trí tuệ sáng suốt. Mình khuyên họ, họ nghe, cái đó là mình thuyết pháp rồi, bố thí pháp rồi. Như vậy thì ai cũng có cái thể, có khả năng làm việc bố thí pháp được hết, chứ không phải riêng gì người tu mới được. Bây giờ đến cái phần kết là nhờ trí tuệ mới thực hành được từ bi và nhẫn nhục. Phải có trí tuệ mới thực hành được từ bi và nhẫn nhục. Tại sao vậy? Bởi vì từ bi và nhẫn nhục nếu mà thiếu trí tuệ thì không thể làm được. Đây tôi kể cho quý vị thấy, như hiện giờ tất cả chúng ta ai cũng biết rằng cái người nóng giận là người tốt hay người xấu? Nóng giận là người xấu, ai cũng nói như vậy. Nhưng mà người ta nóng giận, dễ nóng giận, mình làm việc không đáng gì mà nóng mà la om tỏi, thì lúc đó chúng ta phải sao? Biết nóng giận là cái tật xấu, bây giờ họ nóng giận mà la mình thì mình phải bình tĩnh, mình yên lặng, đừng có nóng theo họ, thì như vậy mình mới là người tốt, phải không? Chứ còn họ nóng mà la rồi mình nóng la lại thì tốt hay xấu? Thì hai người cũng xấu như thế nào? Như vậy thì người ta nóng giận, người ta la mình vô lý, nhưng mà mình biết rồi thì mình phải bình tĩnh, buông xả, đừng có giận. Mà biết đó là trí tuệ, biết cái nóng giận là xấu là trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ cho nên mình mới không có đua nhau để thành một kẻ xấu. Còn thường thì quý vị thấy người nào mà hay quán hờn, thù địch kẻ này, giận dỗi kẻ kia, thì người đó tốt hay xấu? Giận nhiều, quán hờn nhiều là tốt hay xấu? Xấu chỗ nào? Bây giờ tôi chỉ kể cho quý vị thấy, nếu mà người giận hờn nhiều á, thì cái gương mặt quý vị thấy dễ thương không? Thì nổi giận lên thì con mắt đỏ, rồi mặt mày nhăn nhó, không có chút gì dễ thương hết trơn. Như vậy thì có phải là xấu chưa? Nó đã xấu như vậy mà tiếng cứ ôm cái nóng, cái giận, cái thù oán, thì người đó tự họ phải là khổ. Như quý vị thấy, tự bản thân mình kiểm lại, khi mà chúng ta giận ai đó rồi bỏ qua, cái hôm nào đang ngủ giật mình biết dậy, cái nhớ cái câu chuyện giận đó thì ngủ được không? Cứ ôm tới ôm lui hoài mất ngủ,
phải không? Như vậy thì nó hại hay nó lợi? Như vậy cho nên trong nhà Phật nói rằng cái người mà ôm cái lòng nóng giận quán thù kẻ khác á, chẳng khác nào như chúng ta để những cái cục than ở trong bụng mình vậy đó. Nó cứ chứa càng nhiều than thì mình sao? Mình càng khô héo, phải không? Chứ không có được tốt, không có lợi gì hết. Như vậy thì ôm ấp quán thù là lợi hay xả bỏ quán thù có lợi? Xả bỏ thì tốt. Nếu người nào ôm ấp quán thù, anh A nói trái ý, làm trái ý cái nổi giận, rồi cái quán hờn, rồi chị B nói trái ý, làm trái ý cái giận, cái quán hờn, rồi cả chục người, cả trăm người mình cứ quán hờn, mình chứa đầy một bụng, thì mình khỏe hay mệt? Lúc đó mình tự khổ, phải không? Cứ ngồi đó, đưa ngồi hơi vui vui chút cái nhớ lại cái người đó là mình giận, thì lúc đó mặt sao? Mặt nó héo lại, phải không? Nó khô, nó héo. Rồi nhớ người này 2 phút, 5 phút, nhớ người kia 2 phút, 5 phút, thì ngày cộng lại cái mặt mình nó héo sào thì bao nhiêu lần, phải không? Thì tự mình tiêu mòn cái tươi đẹp của mình. Còn bây giờ mình không để là hờn ai hết, gặp ai mình cũng vui cũng cười thì sao? Mình có người tươi như hoa, ai cũng quý cũng mến anh, phải không? Như vậy thì tại sao mình tự phá hoại cái thân của mình, tự phá hoại cái nếp nhốt của mình để cho người ta thấy ta sợ, ta ngớ nguyên? Như vậy thì cái người khéo tu, biết tu, xả bỏ hết quán thù, lòng mình nó nhẹ nhàng, thảnh thơi, gặp ai mình cũng vui. Bây giờ quý vị thử tưởng, quý vị giận người nào, ghét người nào thật nhiều đó, thì lúc gặp họ thì gương mặt quý vị sao? Gầm lại có xuống, phải không? Gầm mặt lại khi có xuống chứ không có làm nhìn ai. Thì như vậy đó, nếu lúc đó có gương nhìn mặt mình đẹp không? Còn nếu gặp ai cái tươi cười chào hỏi vui vẻ thì đẹp không? Thì đó là chính mình tự phá hoại mình chứ không bắt ai khác. Vì vậy cho nên người biết tu xả bỏ, không có quán thù ai hết, mọi việc đều nhớ rằng ngày nay còn sống còn cãi nhau, mai mốt lỡ bệnh lỡ chết thì còn gì nữa cãi, phải không? Chừng đó còn cãi hơn cái mua gì nữa. Như vậy thì tất cả không có gì là quan trọng, mà quan trọng là chỗ chúng ta có trí tuệ, chúng ta có cái nhìn sáng suốt thì chúng ta mới bỏ được mấy cái điều xấu dở đó. Như vậy cho nên nói rằng phải có trí tuệ thì chúng ta mới nhẫn nhục được, mà nhẫn nhục được thì chúng ta mới làm được cái hạnh từ bi. Mà nếu thiếu trí tuệ thì điều đó chúng ta không thể nào tránh được. Như vậy thì nếu người có trí tuệ thì mỗi khi mình bị người ta thoá mạ chửi bới thì phải nghĩ sao? Bây giờ tôi thường hay nhắc cái câu, khi bị người ta chửi nói cha mày thì mình nói là sao? Nói cảm ơn anh nhắc ba tôi. Phải không? Vậy có gì? Tôi nói cha mình thì nhắc lại, chứ có cái gì đâu. Mà nghe nói cha mày cái nổi giận chửi tại sao? Thì rốt cuộc rồi cả hai điên hết trơn, phải không? Như vậy thì cái chuyện đó là đâu có phải mình sáng suốt. Thì giả sử như khi nào mà quý vị bị người ta chỉ mặt nói chuyện ngu quá, lúc đó là sao? Phải trả lời sao mình mà rõ ràng mình không ngu? Nếu mà chửi lại người ta, mắng lại người ta thì lúc đó mình ngu như họ. Cho nên chị ngu quá thì cười nó phải. Người xưa nói càng học thấy càng dốt, tôi không ngu được nữa, phải không? Như vậy cái hỏi chuyện mình hết chứ nói nữa. Như vậy thì nhờ trí tuệ,
mà chúng ta thấy được cái lẽ thật. Còn không có trí tuệ thì chúng ta đâu có thấy. Nghe ta nói ngu cái phải cãi cho khôn, mà cãi cái thành khôn không? Cãi rồi sanh ấu đã, sanh lôi thôi, có khôn bao giờ. Thậm chí có những người họ nói những cái lời thô tục, thì mình nghe họ nói những cái lời đó thì mình phải thương họ, nghĩ rằng họ không được dạy dỗ, không được học hành, cho nên họ nói thô tục. Đó là những người đáng thương, thì có gì đâu mà vậy, phải không? Đó, những cái điều đó là cái điều mà chúng ta khéo tu. Mà khéo tu là phải có trí tuệ xét đó. Không có gì trên lời nói của họ mà họ đưa mình tới cái chỗ khổ, chỗ phiền. Còn người đời thì cứ gặp cái thì chụp liền cơ hội, giờ hai người điên nhau trời. Đó là một cái điều mà thật là đáng buồn. Cho nên cái người biết tu là cái người tỉnh táo, sáng suốt. Người không biết tu là cái người họ không có tỉnh. Mà họ không tỉnh thì chúng ta phải sao? Lúc nào chúng ta cũng giữ được cái bình tĩnh, cái sáng suốt thì đó là người thực tỉnh. Còn nếu mà ta mê, ta nói vậy mà mình cãi lộn họ thì cả hai đều mê hết, không ai hơn ai. Nhưng mà ở đời thì có cái quan niệm hơi ngược, người ta nói hơn mình á, sợ mình thiệt thòi cho nên mới cãi cho hơn họ. Rồi mình cãi hơn họ, họ nói cho hơn mình nữa thì cái tầm tầm lên hồi tới đến lộ, phải không? Rốt cuộc là ai hơn ai, chỉ là khổ như nhau thôi. Cho nên người biết tu là cái người tỉnh táo, khi bị cái thách thức nào đó thì chúng ta vẫn cười, vẫn thản nhiên, không có phải bận tâm tranh hơn. Vì vậy mà chúng ta là cái người luôn luôn được tỉnh táo. Hơn nữa thì quý vị thấy những người khi mà họ nóng giận, họ chửi bới người ta đó, thì những lời chửi bới đó quý vị thấy nó có nghĩa hay là vô nghĩa? Toàn là nó bậy nó điên thôi mà, phải không? Nói những cái lời không có một chút nào có ý nghĩa, nó bậy nó điên. Mà người nó bậy nó điên thì chúng ta nên giận hay không nên giận? Họ nói bậy nó điên thì chúng ta thương họ, tội nghiệp. Đang tỉnh mà trở thành kẻ mê, đang sáng suốt mà thành người cuồng, đáng thương những cái gì đâu vậy? Nghĩ như vậy rồi thì chúng ta thương những người nó bậy, thương những người họ nói những cái lời vô nghĩa, thì như vậy đó là chúng ta sáng suốt. Và có sáng suốt thì tự nhiên chúng ta mới có thể bớt khổ đau. Còn nếu chúng ta cứ mê muội như họ thì cả thế gian đều đau khổ như nhau, không nên chết gì hết. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy tất cả những cái lời nói của họ đều là vô nghĩa, không có giá trị. Đừng có buồn, đừng có giận. Cho thế gian này dễ buồn, dễ giận quá. Có người nào tháng mà không buồn giận ai không? Có không? Chắc không có quá. Phải không? Nghe nhiều lắm thì đô la hôn. Những người thân mật nhất cái trong nhà, như vợ chồng có khi cũng giận nữa. Tại vì cái chốc người ta quá đậm đi, quá nặng nề đi, cho nên ai cũng không tha ai hết. Vì vậy sanh ra phiền não, sanh ra giận hờn. Nếu chúng ta kéo tu thì có cái gì đâu mà phiền não, có gì đâu mà giận hờn. Cho đến những người Phật tử Việt Nam mình ở nước ngoài khi gặp chúng tôi hỏi câu này, hỏi thưa thầy, có người mình thương họ mà họ không thương mình, họ đi làm gieo duyên với trẻ khác,
thì thưa thầy mình lấy xử thì sao? Quý vị nghĩ xử thì sao? Đó là ám chỉ như người chồng thì vợ mà sống với nhau rồi rồi muốn ly dị để mà nhập cuộc với người khác, thì quý vị nghĩ trường hợp sau này xử thì sao? Thì tôi trả lời đơn giản, người ta không thương mình thì tội gì mình phải buồn, thì thôi mà không thương thì mình tự lo lấy được rồi, nó gì đâu không phải. Tại sao người ta không thương mình đeo theo họ rồi hành đánh rồi mình chịu nó sao? Tại sao thì ta thương mình thương họ, còn nó thương mình thì thôi. Bởi vì ở thế gian thì có những cái tưởng lầm rồi đau khổ. Thí dụ như những người còn trẻ rồi mến thương nhau, cái thì ta dùng cái từ đó là thề non hẹn biển đó, phải không? Nào non mòn biển cạn gì đủ thứ hết. Rồi tới chừng nào mà giữa chừng đó, giả sử người nam bị bệnh phổi, khi mà bị bệnh phổi rồi cái người nữ nghe vậy cái sao? Thương như hồi xưa hay là bớt thương? Rồi ngược lại, hoặc là người nữ bị bệnh phổi, bệnh cùi, thì người nam nghe vậy cái bớt thương không? Tự nhiên nó đổi rồi, đổi mà về chừng đó rồi cái tức giận, tại sao mà quên thề với mẹ? Đó là cái điều không có lẽ thật. Bởi vì trong nhà Phật nói cái tâm của mình nó luôn luôn là đổi thay, tùy duyên, tùy cảnh. Nếu mà cái khi đó họ mến thương nhau thì trong hoàn cảnh đó cái hiện tượng đó, mà qua cái hoàn cảnh khác, hiện tượng khác thì có thể họ đổi. Không có gì lạ hết, biết vậy thôi cười, không quán ai, không ngờ ai. Thì như vậy sống mới được an ổn, chứ không thì cứ khổ hoài. Khổ người này bội bạc, người kia phản dữ đủ thứ hết, cho nên rồi trách người này hết tới trách người kia, rốt cuộc là mình cũng khổ lây, mình không an ổn gì hết. Cho nên khéo xả bỏ, không có gì quan trọng. Nếu mà người ta mến mình thì mình mến lại, và nếu không mến thì thôi, lo phận mình, không có hơi đâu mà phải cột trói. Đó là cái ý nghĩa chính mình kéo biết tu, mình kéo biết những cái điều hay để mình sống. Đó là cái trí tuệ. Nhờ trí tuệ đó mà chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau. Nhờ trí tuệ đó mà chúng ta không còn có cái tâm quán hờn thù hận ai hết. Đó là cái chỗ thiết yếu. Vì vậy mà ở đây tôi dành một đoạn trong cái bài chứng độ các đạo ca của thiền sư Quyền Giác, nhắc cho tất cả quý vị thấy cái người thấy đạo nhìn những cái lời khen chê vân vân một cách thế nào. Thì trong đó tôi chỉ trích một đoạn: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã băng khắc tợ ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Tùng tha bán tức là tùy người ta chê bai mình, nhậm tha phi mặc tình kẻ khác nói xấu mình, tùy người ta chê bai mình mặc tình kẻ khác phỉ báng mình. Họ chê bai mình phỉ báng mình sao? Bả quả thiêu thiên đồ tự bì. Họ chê bai, họ nói xấu mình mà mình không có chút hờn, một chút giận, chút phiền, thì cái kẻ đó như người cầm lửa mà đốt trời. Cầm lửa đốt trời thì sao? Trời có quảng nóng không? Hay là đốt là chỉ là đốt mà trời không có dính dáng? Cũng như vậy, nếu người ta chê bai, phỉ báng mình,
mà mình dành thản nhiên tự tại, tâm mình không chút thèm giận, thì đó giống như là kẻ cầm lửa đốt trời thôi. Quý vị làm được cái đó không? Vậy đó là tiểu thánh rồi đó. Rồi thế ngã văn kháp tợ ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, ta nghe dường như là uống nước cam lồ mát rượi. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị tức là nó đều tiêu dung chấm vào cái chỗ không thể nghĩ bàn. Như vậy thì cái người tu khéo thì tất cả cái chê bai, cái phỉ báng đều thấy rõ, nó không có giá trị, nó không có hại gì mình được. Rồi mình nghe nó, mình vẫn thấy mắt rưỡi không có gì quan trọng. Bởi không quan trọng cho nên tâm mình nó được an nhiên, tự tại, hiện vào cái chốn không thể nghĩ lường nổi. Đó là cái chỗ thiết yếu của người tu. Như vậy thì tóm lại nhắc cho tất cả quý vị nghe, người tu mình phải có hai điều thiết yếu. Điều thiết yếu thứ nhất là phải có cái tâm từ bi, thương xót mọi người đó. Điều thiết yếu thứ hai là phải có cái tâm nhẫn nhục, chịu đựng tất cả những cái gì nó làm phiền lụy, đau khổ, vui buồn đến với mình. Như vậy thì tâm mình được rộng rãi, thương yêu mọi người thì tâm mới giống tâm ai? Giống tâm Bồ Tát, tâm Phật. Thì đó mới là tu Phật, phải không? Mình tu Phật thì tâm mình phải giống Phật chứ. Giống không được trọn thì Phật 1 triệu lần mình cũng được 1-2 lần, chứ chẳng lẽ không giống chúng nữa. Phật thì thương mọi người, còn mình giận đủ thứ hết thì sao? Mình giận thì muốn hại thì nó trái ngược với Phật. Cho nên người tu thì phải có cái tâm thương mọi người, thương chúng sanh, đó là từ bi. Mà có từ bi rồi thì chúng ta phải kham nhẫn, phải chịu đựng tất cả những cái gì là buồn, là vui, là khổ, là đau đớn vân vân, chúng ta đều thắng hết, vượt qua hết, không bị những cái đó làm cho mình phải trở ngại, không bị những cái đó làm cho mình phải thối lùi. Như vậy là cái người khéo tu, tu như vậy mới xứng đáng là con của Phật. Còn mình tu bây giờ tu liếu liếu mà, cho nên nói Phật tử mà không xứng con Phật chút nào hết. Đó là vì chúng ta chưa có thực hiểu đúng như lời Phật dạy để mà ứng dụng tu. Như vậy thì quý vị nghe tôi giảng nãy giờ, quý vị thấy từ bi là tốt hay xấu? Nhẫn nhục là tốt hay xấu? Như vậy nhẫn nhục không có phải là nhịn người ta là mình bị nhục nghe. Đừng có làm nói nhịn nó là nhục, nhịn nó là can đảm, nhịn đó là anh hùng. Như câu mà tôi dẫn hồi nãy đó, trong kinh Phật nói thắng 1 vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến không oanh liệt. Đó, người tướng đánh thắng 1 vạn quân không bằng người tu thắng được tâm mình. Tại sao vậy? Tuy người tướng thắng 1 vạn quân nhưng mà có khi thua 2 cái cát. Người ta hay thường nói đó, nói ra ngoài thì vui lắm, phải về nhà thì bị bà, bị bà bạn dạy, thấy không? Thấy mẹ thì thiếu gì cái trường hợp đó. Như vậy thì chỉ thắng được ở ngoài, chưa thắng ở trong này. Còn người tu là thắng mình mà không cần thắng ở ngoài. Việc thắng mình được là cái chuyện không thể thừa. Cho nên tôi thường hay nói, tôi nói rằng nếu bị người ta chửi rồi mình chửi lại, với bị người ta chửi mà mình nhịn, mình không có giận, không buồn, thì hai cái đó cái nào dễ làm? Ta chửi mình chửi lại dễ quá, phải không?
Con nó chửi mình mà mình nhịn được, mình không giận, có buồn, vậy là khó. Thì cái khó làm lành được thì đó là phải là người giỏi, người tài làm được chứ, người thường đâu có làm được. Như vậy thì chúng ta tu là một người khá lắm, chứ không phải tầm thường đâu, phải không? Biết tu là biết giữ một cái thái độ, một tư cách của một con người rất là xứng đáng, không bị mọi cái bên ngoài ta nhử, ta câu gạt mình, người ta dùng lời nói xấu nói mình, thế rồi mình giận họ thì tất nhiên mình hết là cái người tu rồi. Cho nên giữ được cái tư cách, cái thái độ người tu thì mọi cái nhử, mọi cái gạt của người ta mình đều không dính hết, mình tự tại. Như vậy thì cái an vui, cái tự tại đó là cái gốc nhờ mình biết tu. Như vậy thì mong tất cả quý vị có mặt hôm nay nghe tôi nói như vậy, hiểu kỹ, xét kỹ, rồi nếu thấy nó đúng, nó hay thì ráng ứng dụng. Ứng dụng đó là tu. Chứ còn nghe mà không suy nghĩ, không nhận xét thì không có ứng dụng được. Mà không ứng dụng thì nghe để mà nghe cho nó có tu. Mà có tu thì mới có lợi ích, chứ không tu thì không có lợi gì. Vậy mong tất cả quý vị cố gắng tinh tấn tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai giờ mời quý Phật tử ngồi yên tại chỗ. Trước khi thầy lên tiếng đại diện cho toàn thể quý Phật tử, dâng lên lời cảm tạ đối với hòa thượng, con xin được bằng phép dùng bốn chữ hòa thượng Thanh Từ kính cúng dường hòa thượng một bài thơ để tỏ lòng thành kính của con đối với hòa thượng. Phật tử nghe rồi buổi pháp âm, lòng say do phải khói hương trầm, tâm con ba mãi lời giải thoát, bi nhẫn gọi dùng thập đất tâm, hòa trong mỗi tục vô thì nào, thượng cảm Phật đài chẳng bi ai, thân như nhật nguyệt soi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng pháp sư, kính bạch chư tôn đức thanh ni cùng toàn thể thiên thiện nam tín đồ Phật tử. Cổ đức có dạy: như mẹ hiền thương yêu con một, dám hy sinh bảo vệ cho con với muôn loài ân cần không khác, lòng ái từ như vệ như non. Cô Bổn Sư Thích Ca